Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đánh giá về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh để có biện pháp ứng phó linh hoạt hiệu quả, nhất là đối với biến chủng BA.5. Một số hợp tác xã ở thành phố Hưng Yên tiếp tục nhân rộng các giống nhãn đặc sản. Xây nhà kiên cố trên hành lang sông Bắc Hưng Hải vi phạm kế hoạch số 93A tại xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang. Tạo sự đồng thuận và có lộ trình trong việc tăng học phí đối với các cấp học. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ 17. Dựa vào chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong tỉnh được thực hiện hiệu quả. Các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 8,6%, thu ngân sách nhà nước tăng đột biến, 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt trên 25.800 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch năm, tăng 161,8% so với cùng kỳ năm 2021. Môi trường kinh doanh, quản trị công, cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân có sự cải thiện vượt bậc. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế của tỉnh phục hồi chưa mạnh mẽ, đồng đều giữa các lĩnh vực, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn, tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư công còn chậm, nhất là nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý, vốn kéo dài sang năm 2022 do còn vướng mắc cho công tác giải phóng mặt bằng, thương mại dịch vụ phục hồi chậm. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận những nội dung đề ra nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, góp phần thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng vững chắc đưa tỉnh Hưng Yên phát triển ngày càng vững chắc trong bối cảnh tình hình mới, hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Quốc Toàn, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận làm rõ thêm về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phân tích những tồn tại, hạn chế, kiến nghị và đề xuất giải pháp một số nội dung nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, những vấn đề trong việc thẩm tra kết luận tiêu chuẩn chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở nông thôn, phát triển tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Điều hành về nội dung phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ thêm về kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phân tích những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn và đề xuất kiến nghị các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022, nhất là về công tác giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, chương trình phát triển đô thị, công tác bảo đảm an sinh xã hội. Nhận diện ra vấn đề một loạt các cái dự án quy hoạch đô thị là chúng ta chưa khai thác được hiệu quả sử dụng đất, khi mà chủ yếu là nhà liền kề và nhà thấp tầng. Ban chỉ đạo thường vụ cũng đã có chỉ đạo đấy là với các dự án đô thị từ 30 hectare trở lên thì bố trí tối thiểu là 10% diện tích để xây dựng nhà ở chung cư cao tầng, vừa tạo nên cái bộ mặt đô thị nó mang tính hiện đại và tăng cái hiệu quả sử dụng đất, thay vì chúng ta bây giờ tiếp nhận rồi là quy hoạch chủ yếu là nhà ở thấp tầng và biệt thự, thì chúng ta đang huy động nguồn lực cho công tác quy hoạch, nhận tài trợ kinh phí quy hoạch. Thế nhưng mà trách nhiệm của những cái đơn vị được giao tiếp nhận các nguồn tài trợ này, rõ ràng bây giờ là chúng ta đang có vấn đề khi chúng ta bỏ hoàn toàn buông cho đơn vị tài trợ quy hoạch. Người ta tham gia vào ý tưởng thì rõ ràng là cái chất lượng quy hoạch và cái tầm nhìn quy hoạch nó thể không gắn với cả cái
trách nhiệm của các cái đơn vị cơ quan quản lý. Một vấn đề nữa về bộ mặt đô thị, không cho phân lô bán nền. Mặc dù chúng ta chưa ban hành vào các cái quy định cụ thể, nhưng mà cũng đã có những cái chỉ đạo rất quyết liệt, hạn chế và đến mức không cho xin chuyển đổi sang phân lô bán nền tất cả các cái dự án đô thị. Thế thì đợt tới này là chính phủ sẽ sửa đổi cái nghị định 11, thì là cái đấy là phân quyền về cho cấp tỉnh sẽ xác định và các cái khu vực đất phân lô bán nền, từ đấy mới có cái bộ mặt đô thị nó khang trang và tránh được cái tình trạng đầu cơ thổi giá. Với dự án của khu công nghiệp Thăng Long có diện tích 180,5 ha đất nông nghiệp phải thu hồi. Hiện nay thì khó khăn vướng mắc đối với dự án này là các công tác giải phóng mặt bằng đối với cái dự án của công ty Phú Hải. Theo chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như ủy ban dân tỉnh thì 30 tháng 6 này thì các sở ngành của tỉnh sẽ phải có cái phương án đối với công ty này. Tuy nhiên thì đến nay thì chúng tôi cũng vẫn chưa nhận được các cái thông tin liên quan đến cái việc giải phóng với cái dự án này. Thứ hai đó là cái việc mà di rời cái bãi rác của Phùng Chí Kiên. Bãi rác này có diện tích khoảng 10 mét vuông và việc di rời xử lý cái bãi rác này gặp khó khăn. Đường cáp ngầm điện cao thế để cấp điện cho cái khu công nghiệp dệt may thì hiện nay đi qua cái diện tích mà thu hồi của khu công nghiệp Thăng Long. Đấy là ba cái khó khăn mà chúng tôi đang phải giải quyết và cũng rất mong tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ này. Chính sách bảo hiểm y tế, đây là chính sách quan trọng bậc nhất mà luôn được đảng, nhà nước, chính phủ ta rất quan tâm. Nhiều năm qua đấy, thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh cũng đã quyết định mở rộng, thế rồi trích từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho cái người tham gia bảo hiểm y tế. Thì hiện nay ấy, thì còn một cái đối tượng nữa, đó là cái người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Là tôi đề nghị tỉnh là tiếp tục quan tâm hỗ trợ bằng 100% phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trên trung bình trên địa bàn tỉnh ta. Phát biểu làm rõ kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 và giải đáp những ý kiến kiến nghị của các đại biểu sở ngành địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh: cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm của chúng ta là 8,6%, so với cùng kỳ năm 2021 thì tăng rất là cao. Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp là chúng ta tăng được 10,71%. So với cùng kỳ chúng ta có 5%, rồi giá trị thương mại dịch vụ thì tăng 9,13%, so với cùng kỳ là 2,69%. Kể cả lĩnh vực nông nghiệp, 6 tháng đầu năm chúng ta là 2,2, thì giá trị sản xuất nông nghiệp chúng ta là 2,29. Giá trị canh tác trên 1 hectare của tỉnh Yên của chúng ta là tương đối cao, một trong những tỉnh cao đầu dẫn đầu toàn quốc. Đặc biệt là thu ngân sách, 6 tháng đầu năm chúng ta là vượt 139% kế hoạch cả năm rồi. So với cùng kỳ đã nó vượt gần 300%. Về thu hút đầu tư, tổng số chúng ta thu hút được 38 dự án, được tổng cộng là 216 triệu đô và 18.000 tỷ. Rồi giải ngân vốn đầu tư công thì ta đạt là 59% so với chính phủ giao. Nhưng mà so với tỉnh giao thì ta chỉ đạt 26,4% thôi. Ở đây thấp thì cũng rất là nhiều nguyên nhân, chủ yếu và rơi vào sở giao thông và ban quản lý dự án của tỉnh. Chúng ta phải rất là lưu ý đấy, và cấp huyện cũng đang rất là thấp. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì chúng ta tăng 14 bậc từ 53 xuống 39. Có nghĩa là về cải cách hành chính về môi trường đầu tư kinh doanh ta rất thuận lợi, và tất cả các cấp từ cấp huyện, cấp tỉnh, thậm chí đến cả xã thôn cũng rất đổi mới tư duy, và các doanh nghiệp về thì giải phóng mặt bằng rất thuận lợi, rất là nhanh, do là cả hệ thống chính trị ta vào cuộc. Và hai là các cái thủ tục hành chính đến các huyện, đến các sở ngành, đến cả tỉnh cho nữa thì cũng rất nhanh so với trước là rất nhiều. Về phương hướng nhiệm vụ, ở đây chúng ta có trong báo cáo kinh tế xã hội thì có 15 cái giải pháp, nhưng rất nhiều giải pháp, nhưng mà tôi đề nghị sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là lĩnh vực về xây dựng nông thôn mới. Chúng ta có nghị quyết rồi, đến năm 2025 chúng ta có 100% các xã về đích nông thôn mới nâng cao và phấn đấu là 50% của bộ. Ở đây cấp huyện phải có lộ trình, ít nhất là năm 2022 này ta phải đạt 40%.
Tôi còn đi đối với việc phát triển kinh tế xã hội thì liên quan đến công tác an sinh xã hội, đấy là một nguyên tắc bất di bất dịch. Thì ở đây tỉnh thì cũng đã có cái chủ trương là cuối năm sẽ tiếp tục thông qua, và chúng ta làm sao có cái giải pháp là nuôi toàn bộ các cái hộ nghèo không có nơi nương tựa, rồi không có khả năng thoát nghèo thì ta hỗ trợ chuyển sang bảo trợ. Thế bảo hiểm y tế thì chúng ta đã có bảo hiểm hỗ trợ cận nghèo và hộ nghèo, thế còn lại hộ trung bình thì đã ủy ban vừa rồi cũng đã họp và sẽ tiếp tục hỗ trợ cái phần một phần của người thu nhập trung bình trong đối với lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp. Sau khi xem xét và thảo luận dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết và kết luận về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh. Thưa các đồng chí, với tinh thần đoàn kết dân chủ và trách nhiệm, hội nghị của chúng ta cũng đã thống nhất thông qua các nội dung trình và đều là những vấn đề hết sức là quan trọng để thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022 cũng như là từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Qua thảo luận chúng ta cũng nhận thức được hết sức là rõ ràng những cái khó khăn thách thức của 6 tháng cuối năm còn rất lớn và nhiều những cái yếu tố khó lường phức tạp. Tôi đề nghị toàn Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, rồi các đồng chí ủy viên ban thường vụ, các đồng chí bí thư, các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm hành động để đem lại kết quả thiết thực và rõ ràng trong thời gian tới. Tôi cũng đề nghị các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, trước hết là các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trên cương vị công tác của mình hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương đi đầu cùng với cấp ủy chính quyền để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thật tốt hai nghị quyết và hai kết luận mà chúng ta thông qua tại hội nghị này. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức phiên họp lần thứ 15 để đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay và đề ra các giải pháp thích ứng. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành y tế tiếp tục phải bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh để có biện pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả, nhất là đối với biến chủng BA.5, tiếp tục bố trí công tác xét nghiệm, thống kê ca bệnh, tổ chức điều trị kịp thời. Trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cần phối hợp sử dụng công nghệ thông tin, thêm các trường thông tin trong dữ liệu tiêm chủng như đã mắc COVID-19 hay chưa. Trong những ngày tới, cần triển khai tiêm ngay lượng vaccine vừa được phân bổ theo các nhóm đối tượng, lứa tuổi cụ thể. Bên cạnh việc phòng chống dịch COVID-19, các ngành địa phương cần quan tâm đến việc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ngành y tế cần có biện pháp cụ thể, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị, quản lý chặt chẽ các tài sản, trang thiết bị được tài trợ. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế để tránh tình trạng thôi việc, bỏ việc. Thế mà bây giờ đã kêu hết, tức là xem lại nguyên nhân. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, giống nhãn Tiến Vua hay còn gọi là nhãn cùi cổ được thị trường ưa chuộng cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, giống nhãn này hiện còn rất ít hộ trồng. Để duy trì và nhân rộng diện tích, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Phú Hiến, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã triển khai các biện pháp. Nhãn Tiến Vua có nguồn gốc tại thôn Nê Châu, xã Hồng Nam. Đây là giống nhãn được trồng đầu tiên ở Hưng Yên, cho chất lượng ngon, màu hơi hanh vàng, hương thơm, vị mật ong, cùi khô giòn, dao động từ 80 đến 90 quả 1 kg. Theo các hộ làm vườn, toàn thôn Nễ Châu có gần 300 cây, trong đó có 200 cây cho thu hoạch, được dùng chủ yếu để làm quả biếu, với giá bán từ 80.000 đến 100.000 đồng 1 kg, cao gấp 4 đến 5 lần các giống nhãn thông thường. Để nhân rộng giống nhãn đặc sản này và đáp ứng nhu cầu của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Phố Hiến ở xã Hồng Nam hướng dẫn các thành viên nhân rộng giống nhãn này. Mặt khác, đang tích cực tuyên truyền vận động để các nhà vườn chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng tới thị trường xuất khẩu.
Trong khi các ngành địa phương đang nỗ lực giải tỏa các vi phạm theo kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiều hộ dân tự giác thao dỡ công trình vi phạm, thì trên địa bàn xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang lại đang có các hộ dân xây nhà kiên cố, lấn chiếm hành lang thủy lợi sông Bắc Hưng Hải. Hai vi phạm mới đang diễn ra đều thuộc thôn Vĩnh An với quy mô xây nhà kiên cố và lán cấp 4. Cả hai công trình này đều nằm trong phạm vi hành lang thủy lợi sông Kim Sơn thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. Hiện hai hộ đều đã cơ bản hoàn thiện việc xây thô, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Cúc, thì với hộ ông Đào Xuân Oanh xây lán cấp 4 mới hoàn toàn trên phần đất do Ủy ban Nhân dân xã cấp năm 1991 với diện tích 200 m², hộ này đã xây nhà ở một nửa từ thời điểm đó, nửa còn lại đang tiến hành xây mới. Còn với hộ ông Ngô Văn Kế xây trên nền nhà cũ, hộ này đã có đơn xin xây nhà gửi Ủy ban Nhân dân xã và các cơ quan chức năng. Lý do là nhà cũ đã xuống cấp, thời điểm này hộ này đã hoàn thiện phần thô với nhà quy mô 3 tầng. Với bất luận lý do gì thì hai trường hợp nêu trên đều đang vi phạm hành lang thủy lợi theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Tại Hưng Yên, dự thảo tăng học phí đang là vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, nhiều cha mẹ học sinh bày tỏ quan điểm đồng thuận với chủ trương nhưng cần thực hiện hợp lý, tránh tạo gánh nặng áp lực, nhất là thời điểm giá các mặt hàng tăng trong thời gian gần đây. Có hai con đang học bậc tiểu học và trung học cơ sở nên anh Nguyễn Văn Phát, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ rất quan tâm đến vấn đề tăng học phí. Những ngày này, ngoài việc nghiên cứu dự thảo mức tăng học phí, anh Phát còn thường xuyên trao đổi, bàn luận với các vị phụ huynh khác. Con em chúng tôi được thừa hưởng cái dịch vụ từ giáo dục, chúng tôi phải là người những chi trả cái dịch vụ đấy. Việc tăng và điều chỉnh học phí theo lộ trình là một sự cần thiết và rất là khách quan. Từ cái học phí mà thu được thì phụ huynh chúng tôi cũng mong muốn là có cái sự tái đầu tư lại, đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc thiết bị để phục vụ cho quá trình dạy và học của nhà trường và nâng cao chất lượng giảng dạy học tập được tốt hơn. Trước khi kết thúc năm học, tất cả các trường học trên toàn tỉnh đã tổ chức họp với cha mẹ học sinh phổ biến và lấy ý kiến về dự thảo tăng học phí của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Một số trường tỷ lệ đồng thuận cao như trường trung học cơ sở Thanh Long, huyện Yên Mỹ 95% đồng ý, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhuế Dương, huyện Khoái Châu là 100%. Dù đồng thuận với chủ trương nhưng phụ huynh cũng góp ý việc tăng học phí phải thực hiện sao cho hợp lý và hiệu quả. Phụ huynh học sinh thì cũng thực sự là cũng có nhiều những cái băn khoăn, cũng có những cái ý kiến trái chiều. Thế nhưng mà sau khi mà được phân tích đấy và phụ huynh học sinh cũng hiểu là cái việc tăng học phí đây là rất là cần thiết đấy và là tất yếu. Thế cho nên nhìn chung thì đa số phụ huynh cũng đã hiểu và chia sẻ và đồng thuận với chủ trương. Theo tôi được biết thì bây giờ là các cái doanh nghiệp rồi là các cơ quan nhà nước thì đều tự chủ về kinh tế nên là cái việc tăng học phí và thu đóng học phí là cái chuyện tất nhiên rồi, là sẽ phải làm. Thế nhưng mà có điều là theo nên là làm mức là từ từ, không bị đột ngột quá. Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục toàn diện, phát huy phẩm chất năng lực người học, hoạt động dạy và học không đơn thuần là dạy kiến thức mà còn trang bị nhiều kỹ năng, tăng cường trải nghiệm thực hành. Với mức thu học phí như hiện tại không đủ để các trường mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức giáo dục. Tôi nghĩ rằng cái việc thu học phí của học sinh là một cái hình thức xã hội hóa giáo dục. Rất là nhiều năm trở lại đây thì học phí không hề tăng. Trong khi đó, giá cả để mua sắm cơ sở vật chất ngày một tăng, đời sống của nhân dân cũng ngày một nâng lên. Vì thế, tăng thu học phí đối với học sinh là một xu thế tất yếu. Quy định mức thu học phí với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục sẽ được trình bày, thảo luận và quyết định tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, khóa 17. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Giới chức cảnh sát Mỹ thông báo đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ xả súng giữa cuộc diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Mỹ tại ngoại ô thành phố Chicago, bang Illinois hôm 4 tháng 7. Vụ xả súng này đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng vào đúng ngày Quốc khánh của Mỹ, cho thấy vấn đề bạo lực súng đạn mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Vụ xả súng xảy ra khoảng 10 phút sau khi lễ diễu hành mừng Quốc khánh bắt đầu sáng 4 tháng 7 ở Highland Park, khiến hàng trăm người chạy thoát thân, bỏ lại tuyến đường ngổn ngang ghế, bóng bay và đồ dùng cá nhân. Kẻ tình nghi được xác định là Robert Bobby Grimo, da trắng, 22 tuổi và là người địa phương. Grimo đã bị bắt giữ sau khi trốn khỏi hiện trường và bị cảnh sát truy đuổi. Kẻ tình nghi đã trèo lên một tòa nhà và sử dụng súng trường, bắn vào đám đông người dân đứng xem buổi diễu hành, khiến nhiều người thương vong và gây ra khung cảnh hỗn loạn. Vụ xả súng diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ thời gian qua đã xảy ra hàng loạt các vụ xả súng chết người. Vụ việc khiến dư luận Mỹ chấn động vì vấn nạn bạo lực súng đạn dường như đang có dấu hiệu trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống Biden cam kết sẽ có hành động để đối phó với vấn nạn này. Tại hội nghị tái thiết Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ, Thủ tướng Ukraine ước tính nước này cần khoảng 750 tỷ đô la Mỹ để tái thiết đất nước khi Ukraine bị tàn phá nặng nề bởi chiến sự. Thủ tướng Ukraine phát biểu rằng tái thiết đất nước Ukraine là nhiệm vụ cấp thiết, trong đó nguồn tài chính quan trọng để xây dựng lại đất nước cần lấy từ tài sản bị tịch thu của Nga và giới tài phiệt Nga. Tổng thống Ukraine ông Zelensky phát biểu qua truyền hình thì nhấn mạnh, công cuộc tái thiết Ukraine không phải là trách nhiệm của một quốc gia mà là nhiệm vụ chung của thế giới dân chủ. Hội nghị kéo dài 2 ngày vốn được lên kế hoạch tổ chức trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2. Chương trình nghị sự ban đầu dự kiến tập trung vào cải cách ở Ukraine, nhưng đã chuyển sang tái thiết đất nước. Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng tham nhũng ở Ukraine khiến cải cách sâu rộng sẽ là điều kiện quan trọng với mọi kế hoạch tái thiết. Dữ liệu của 1 tỷ người dân Trung Quốc đang bị một người tự xưng là tin tặc giao bán với giá khoảng 200.000 đô la Mỹ. Nếu là sự thực thì đây sẽ là một trong những vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhất và lớn nhất trong lịch sử. Tin tặc này giao bán hơn 23 terabyte dữ liệu của 1 tỷ người dân Trung Quốc được đánh cắp từ cơ sở dữ liệu của lực lượng cảnh sát quốc gia tại Thượng Hải. Các dữ liệu này bao gồm thông tin về tên, địa chỉ, nơi sinh, số thẻ căn cước, số điện thoại di động và hồ sơ tư pháp. Để chứng minh, người này đã đăng hình ảnh được cho là dữ liệu của khoảng 750.000 người dân Trung Quốc. Bài đăng giao bán đã trở thành đề tài tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhiều người lo ngại rằng thông tin này có thể là thật, trong khi chính quyền và cảnh sát Thượng Hải vẫn im lặng về vụ việc. 1 triệu người từ khắp thế giới vừa qua đã đổ về Mecca, thành phố linh thiêng nhất của đạo Hồi, trong cuộc hành hương lớn nhất kể từ năm 2019. Theo giới chức Ả Rập Xê Út, 1 triệu người, bao gồm 850.000 người từ nước ngoài, được phép tham dự lễ hành hương Hajj năm nay, sau 2 năm chính quyền siết chặt số người tham gia do đại dịch. Đây là bổn phận của người Hồi giáo trưởng thành phải thực hiện ít nhất một lần trong đời, nếu có đủ điều kiện về sức khỏe và tài chính. Việc này nhằm minh chứng cho sự đoàn kết của người Hồi giáo và thể hiện lòng quy phục của họ trước Thượng Đế. Năm 2019, khoảng 2,5 triệu người đã tham gia nghi lễ. Năm tiếp theo, khi đại dịch bùng phát, người nước ngoài bị cấm và tín đồ trong nước bị giới hạn ở mức 10.000 người để ngăn sự lây nhiễm. Tới năm 2021, giới chức cho phép 60.000 công dân và cư dân Ả Rập Xê Út đã tiêm chủng đầy đủ tham gia nghi lễ. Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Không gian của Brazil, rừng nhiệt đới Amazon, lá phổi xanh của thế giới đã bị tàn phá kỷ lục bởi nạn phá rừng và các vụ cháy do nắng nóng gây ra vào tháng trước. Theo dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 24 tháng 6 năm nay, 3.750 km rừng Amazon đã bị phá hủy, một con số kỷ lục kể từ năm 2016. Nạn phá rừng và các vụ cháy kỷ lục tại Amazon vào tháng 5 và tháng 6 năm nay đã khiến khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới bị tàn phá nặng nề. Theo giới quan sát, kể từ khi ông Jair Bolsonaro lên nhậm chức Tổng thống Brazil, từ năm 2019, chính sách phát triển kinh tế của ông đã khiến việc bảo vệ rừng bị suy yếu đáng kể. Italia ngày 4 tháng 7 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 5 khu vực ở phía bắc đất nước, trong bối cảnh đợt hạn hán tồi tệ nhất 70 năm qua vẫn tiếp tục hoành hành. Theo tuyên bố, tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng tại những khu vực giáp sông Po và lưu vực phía đông của dãy Alps. Tình trạng khẩn cấp được ban bố sẽ phân bổ 36,5 triệu euro, cho phép giới chức địa phương loại bỏ trở ngại liên quan đến thủ tục và hành động ngay lập tức nếu họ cho là cần thiết, chẳng hạn như áp đặt hạn mức nước cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Po là con sông dài nhất và hồ chứa nước ngọt lớn nhất của Italia, chạy dài hơn 650 km qua miền Bắc của nước này. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường thủy đã cạn kiệt và nông dân cho rằng dòng chảy quá yếu khiến nước biển tràn vào sâu trong đất liền, phá hoại mùa màng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.